Xin chào tất cả mọi người, xin chào team. Hôm nay mình sẽ có một cái feedback ngắn về MedBed. Thì tối ngày hôm qua mình đã sử dụng MedBed trong vòng 8 tiếng, trong khoảng thời gian mình ngủ từ 9 giờ sáng cho tới từ 9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì mình chỉ có một chút feedback nhỏ thôi. Thì đầu tiên là mình đã sau khi mình thực hiện tất cả các bước thì mình đã kích hoạt MedBed vào lúc 9 giờ tối. Thì khoảng thời gian mà khi mình vừa mới kích hoạt MedBed thì xin giới thiệu, đây là cái MedBed cái giường mình ngủ ha. Đây là cái MedBed mình đã thực hiện cài đặt tại nhà. Thì như mình thấy nó có một cái Dreamcatcher đây. Thì sau khi mình thực hiện MedBed, mình kích hoạt MedBed thì mình đã nằm xuống, và khi mình nằm xuống thì mình cảm thấy điều đầu tiên cảm thấy là cơ thể của mình nó nóng rực và nó khá là ấm, nóng toàn thân luôn. Rồi sau khi mình đọc lệnh scan me thì gần như có một cái luồng năng lượng nào đó nó scan từ đầu đến chân của mình, và trong tiềm thức của mình thì hình ảnh có nhìn thấy là khu vực luân xa tim và luân xa và cái khu vực não của mình nó hơi có vấn đề một tí. Thì trong lúc đó mình vô tình, không biết là mình có vô tình kích hoạt cái lệnh mà không cài đặt không, có cái lệnh ngừng cài đặt hay không, mà sau khoảng thời gian đó thì mình không còn cảm thấy nóng như trước nữa. Nhưng mà cũng có thể là do mình quá cả nghĩ thôi. Thì tối ngày hôm đó thì tối ngày hôm qua thì mình khá là khó, cái điều duy nhất mà mình cảm thấy là sau khi kích hoạt MedBed thì mình cảm thấy khá là nóng, nhưng mà sau thời gian nó sẽ không nóng nữa. Có thể là do mình vô tình ngưng kích hoạt trong suy nghĩ mà mình không biết, hoặc có thể là do chưa có tác dụng nhiều. Nhưng mà lợi ích đầu tiên mà mình thấy của MedBed đó là mình ngủ rất là sâu, một giấc ngủ khá là sâu và rất là ngon, một trong những giấc ngủ mà ngon nhất trong vòng có thể nói là mười mấy năm trở lại đây. Thì đấy là điều tích cực mà mình đã thấy từ MedBed. Thì mình đây đây là nội dung chính mà mình muốn gửi lời feedback đến MedBed ngày hôm nay, đến channel ngày hôm nay. Thì mình sẽ tiếp tục thử nghiệm MedBed và mình sẽ cung cấp thêm cho mọi người những cái feedback về trải nghiệm MedBed của mình hàng tuần. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình xin kết thúc clip feedback ở đây.